Hello, xin chào các bạn đến với kênh của mình là Hiền Sinix. Trong thời gian qua thì mình cũng lâu lắm rồi mình không up video các bạn. Thì hôm nay mình cũng có một cái chuyến đi về Bến Tre nên mình up video các bạn xem. Nên là mình cũng có đi sáng rồi mình đi cho tới chiều tối luôn bạn. Mình đi là hướng cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ một số kinh nghiệm đi đường cho các bạn xem. Thì mình đến đoạn này thì mình bắt đầu là mình sẽ quay video từ cái đoạn cầu Bình Điền các bạn. Cầu Bình Điền thì mình qua khỏi cầu Bình Điền thì mình sẽ đi vô lên giữa bạn ơi, mấy anh em đi xe ô tô á, xe con đi lên giữa thì cẩn thận. Nhiều các anh em mà đi lên sát biên bên phải quá là để mà hướng rẽ về bên lên ngã tư qua khỏi cầu Bình Điền sẽ có cái chốt giao thông. Thì anh em mà đi sai tiếng là anh em sẽ bị có mang chốt bên này hỏi thăm sức khỏe nha. Thì đi cái khúc mấy khúc này thì mình cũng chia sẻ với anh em những tài xế mới á. Còn những người nào cũ thì đã rành kinh nghiệm rồi thì mình không bàn tới đi ha. Đây, khúc này anh em qua cầu Bình Điền á, anh em thấy không? Bắt đầu mình đi lên, bắt đầu mình lên cầu. Rồi anh em đi lên này đi. Thì khi lên cầu thì anh em đi lên nào cũng được á, nhưng mà lên tới đoạn cầu này có cái vạch liền á bạn, anh em thấy không? Đừng có lấn lên gì hết cái đó. Khi qua khỏi cầu rồi thì đầu anh em xuống đó chốt giao thông, anh em thấy không? Đó, chốt giao thông ở từ đó anh em đi lên giữa. Và từ đây đi thẳng lên luôn thì khi gần tới vô cái cầu vượt thì anh em phải đi sát cái lên bên tay phải để anh em rẽ phải vào cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thường ở cái lên này là nó đi vô trong đó là trước khi lên tới trạm thu phí cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có, lúc này thì hay có những cái đội giao thông họ đứng họ bắn tốc độ khúc này anh em. Thì mấy anh em đi cũng phải quan sát thôi chứ nguy hiểm lắm ạ nha anh em. Anh em đi cẩn thận. Thì nói chung là mình đi ô tô xe con á, cái gì cũng vậy, mình muốn chuyển làn đường hay là chuyển hướng thì anh em phải quan sát kính chiếu hậu bên trái, một kính chiếu hậu bên phải trước sau rồi anh em mới chuyển hướng, khi an toàn anh em mới cho chuyển hướng nha anh em. Thầy nói chung là cái này làm cái nghề tài xế này là sai một ly đi một dặm nha anh em ơi. Đây, tới đây thì tới cái cầu vượt là Trương Phiêu, cứ quẹo qua cầu vượt anh em phải quẹo qua bên tay đi xét cho lên bên tay phải nữa là cái len nào mà cho có cái len có cái hướng quẹo phải để anh em chuyển hướng nha. Còn mấy anh em đi cái hướng kia thì nhớ bị công an dịnh lắm ạ nha. Thì nói chung là cái công việc đi thì cũng chia sẻ cho mấy bạn chút xíu vậy thôi. Thì cái kinh nghiệm của mình biết thì mình chia sẻ, còn ví dụ ai biết rồi thì thôi ha. Đây cái khúc này thì anh em đi thẳng là đi quốc lộ 1A, mình không đi quốc lộ 1A mà mình rẽ phải nha anh em, lên mình đi nhánh vô đường dẫn vào cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nhớ rẽ mấy này nhớ đá đá xi nhan nha anh em ơi. Thì nhiều khi qua bên đây á là cũng có mấy anh cảnh sát giao thông đứng ở đây á. Thì nói chung là mình đi xe du lịch thì mình thường là mình chọn cái lên giữa mình đi anh em. Đi tốc độ trung bình hay tốc độ vừa phải mình chọn lên giữa. Khi anh em đi tốc độ cao trên 60 km/h thì anh em sẽ chọn cái lên ngoài cùng bên trái nha. Thì nói chung là cái đó thì anh em cũng biết. Thì những anh em nào mà mới có bằng á thì chưa có kinh nghiệm nhiều thì mình làm video để chia sẻ cho anh em để anh em xem coi và tham khảo. Khi anh em nào cần đi cái tuyến đường miền Tây cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh thì anh em xem video của mình á thì cũng có được xíu kinh nghiệm. Nếu anh em thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Rồi bắt đầu mình vô cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh rồi. Thì mình đi cao tốc thì nói chung là mình đi tốc độ trung bình, chậm chạy vừa phải, không gấp gáp thì mình đi cái lên chính giữa anh em. Còn cái lên ngoài cùng bên trái thì để cho những ai người ta đi việc cấp hơn á, tốc độ cao hơn thì họ sẽ đi về đó. Thì thường thì anh em nói chung là mới tập hành chạy xe thì nên đi cái lên giữa giống mình đi ha, nó chuẩn hơn. Thì nói chung là cũng không có ai hối thúc gì mình hết, mình cũng nhẹ nhẹ ra mình đi tàn tàn. Thì nói chung là nghề tài xế này đi kiếm cơm mà, từ từ đi thôi, không có gấp gì anh em ha. Nhưng mà làm video này á, là mình cũng chia sẻ là khi mình vừa ra khỏi kết thúc cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh, anh em giảm tốc độ xuống dưới 60 km/h giùm mình ha. Tại ở đây là cái bảng giảm rất là nhanh nha, khi tốc độ 80-90 mà chỉ còn 20 m thôi là giảm dưới 50 luôn đó.
à, dưới 50 luôn các anh em để ý nha. Không biết các bạn có để ý không chứ mà qua khỏi cái cao tốc Trung Lương Hồ Chí Minh, gần kết thúc cái đoạn cao tốc thì ta sẽ có cái bảng cấm tốc độ nha các bạn. Mình đang đi lên giữa là 60 tới 100 thì sẽ xuất hiện một, tôi kêu là cái bảng slow á, slow là đi chậm lại. Vừa có cái bảng đó, cái là có một cái bảng giới hạn tốc độ 50 liền. Thì cái đó các bạn nhớ để ý với mình ha. Là lúc vô cao tốc cũng có và lúc chuẩn bị kết thúc cao tốc cũng có. Thì ai mà đi vô khoảng cái đoạn đó mà gần kết thúc cao tốc á thì sẽ thấy những cái biển hiệu đó, đó là những cái kỹ năng để mình đi thôi, kinh nghiệm chia sẻ anh em. Để ý đó thôi, là để mắc tiền hộp sữa nha. Đó đó đó, có cái tấm sữa, có cái tấm bảng không? Vừa qua khỏi cái đó là có cái tấm bảng là nó báo là giảm tốc độ liền, kết thúc cao tốc đó, các bạn thấy không? À, thì anh em nào đi thì để ý quan sát cho mình. Còn ở đây thì mình chọn cái hướng là mình đi đường Bến Tre các bạn ha. Rồi mình đi qua cái thành phố Mỹ Tho. Thì khi đi hết cao tốc anh em đưa cái vòng xoay, anh em chuyển hướng đi thẳng luôn. Đi thẳng hướng vòng xoay thẳng vào luôn, ra cái quốc lộ 1A. Rồi bắt đầu là mình đang chuẩn bị lên tới cầu Bạch Miễu nha các bạn. Đây các bạn đi, các bạn xem ha. Nói chung là cầu Bạch Miễu nhưng mà cũng có chỉ một làn ô tô và một làn xe máy thôi, nên mấy anh em đi cũng phải chậm chậm nhẹ ga, không có lấn lên nha. Lấn lên bên kia là nguy hiểm nha các bạn. Đây mình lên cầu mà, theo thứ tự sắp xếp thứ tự mình đi. Mình đi cẩn thận, ổn định nha các bạn. Đây là cầu Bạch Miễu, thì những anh em nào ở khu vực Bến Tre, miền Tây thì cũng hay cứ qua đoạn này. Thì mấy anh em cũng biết rồi. Cầu Bạch Miễu nó cũng có hai nhịp cầu, nó cũng dài. Rồi lên đây không khí đẹp, trời xanh bát ngát lắm. Thì nói chung là mấy anh em đi xe số sàn, số tự động, nếu mà xe số sàn thì về số thấp, về số thấp nhả con từ từ mà lên ga mà đi cái nè. Còn những anh em nào mà đi số tự động thì cứ thông thả, điểm nhẹ ga đi các anh em ha. Về số L cứ nhẹ ga đi anh em ha. Ok. Mình nói chung là mình làm cái video này cũng chia sẻ với anh em nhiều cái những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm về nhỏ nhoi vậy thôi. Thì thường là mình đi thì cũng quan sát đến chiếc hộp bên trái bên phải trước sau, mình chuyển làn đường, chuyển hướng thì mình phải xi nhan đấu rẽ, rồi quan sát cảm thấy an toàn thì mình mới trẻ, thì mình chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm với những anh em tài xế mới vòng đời ha. Thì video của mình cũng chia sẻ những cái chuyến tour ngắn trong ngày về miền Tây như là Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Thì cho làm một số cái video cho kinh nghiệm cho mấy anh em vậy thôi. Anh em thấy hay á, nhớ ủng hộ mình anh em ha. Trời bây giờ đâu mình đi cũng gần chuẩn bị xuống hết cái khu vực cầu vượt. Rồi mình đang xuống hết cái cầu Bạch Miễu rồi anh em ơi. Thì lần trước mình đi thì nó cũng giờ mình đi cầu Bạch Miễu nó cũng thông thoáng, nó cũng sáng, đi cũng vắng, đi nó cũng thông thả, không có khúc gì. Nhưng mà chiều á anh em về mới tầm 4 giờ là mấy anh em mới né, tầm 4 giờ tới 6 giờ mấy anh em được về đó. Nếu mà anh em xuất phát về từ miền Tây về Hồ Chí Minh á thì mấy anh em đi tầm thứ bảy nhật á, thì mấy anh em đi từ xuất phát từ 5:30 6 giờ đi, thì mấy anh em sẽ né được cầu Bạch Miễu, cầu Mỹ Thuận. Không phải là né gì mà giảm được cái lượng lưu thông á, chứ lượng lưu thông nhiều lắm. Mày đi đường này nó kẹt xe cũng
giờ cao điểm mà, thứ nhất là cuối tuần á ta đổ về thăm, đổ về nhà thăm nhà này kia rồi, cho nên nó cũng tắc giao thông. Thường thường mấy anh em đi mấy ngày thứ bảy nhật á cũng quan sát chút xíu về tính bên tay phải á, tính của cái len xe một xe hai bánh thì mấy ảnh nó đi cũng bạo lực lắm, lên tua này kia rồi kẹt kẹt trên xe, anh em quan sát nhẹ nhẹ ga dừng nè để dễ xảy ra tình huống nguy hiểm đó anh em ạ. Giờ mình đang chuẩn bị xuống cầu, nói chung là cầu Gạch Miễu cũng dài mà hẹp, thì mình cũng nghe nói thời gian tới cũng mở rộng thêm, có một biết mở rộng hay là xây thêm thì không biết, nhưng mà theo tình hình giao thông thì cái cầu Gạch Miễu hiện tại bây giờ cũng nhỏ lắm anh em, cũng di chuyển chậm chạp khó khăn. Mấy anh em đi để quan sát chứ không quan sát không được đâu, nguy hiểm, nhỏ lên lắm, đi mà đi tốc độ cao là nguy hiểm đó. Này bên đây anh em lên cầu đi chừng 40, 50, 60 tùy theo cái tình hình giao thông ở lúc đó, nếu đi nhanh quá nguy hiểm đó anh em. Mình cũng đi gần hết rồi, nếu mình đang đi tốc độ chậm á, mình đang đi gần hết rồi. Mình đi cái này á, mình đi nhẹ nhẹ ga, đều chân ga, khi đường đông về số thấp nhẹ ga từ từ, đường vắng lên số cao đi nhẹ xe. Còn ví dụ anh em nào mà đi mà tiết kiệm xăng, tiết kiệm dầu thì cái tầm tốc độ 80, 100 khoảng 80, 100 đặc biệt đều hoài luôn, thì cái đó là mấy anh em có lợi dầu lắm nhé, lợi dầu lợi xăng lắm, nó ổn định được cái tốc độ á, và cái vận tốc di chuyển nó cũng đều, cho nên cái lượng cái mức đề ba và cái mức chớn nó cũng đều, cho nên nó lợi về xăng dầu lắm nha anh em. Cho nên anh em cố gắng di chuyển, thì những tài mới thì không gì hết, những tài mới thì cũng phải gắng chú ý mình đi đó, các bạn thấy không, có được đang giữ ý xe đó, mấy anh em đi canh chuẩn bánh không, ví dụ mình ngồi trên xe đi, cái đầu gối bên chân trái của mình là cái bánh xe đó, anh em ngồi tư thế bình thường là cái đầu gối đó là cái bánh xe, thì anh em cứ ngồi canh ngay cái mí đầu gối của mình là ngay cái mí bánh xe là đi đó, cái đường vậy đó anh em thấy không, nhỏ lắm. Thì giờ là lộ mà lộ đan á, lộ bê tông của nông thôn quá ở các tỉnh miền Tây rồi, giờ họ làm từ 2,5 tới 3 mét thường, giờ ở đây giờ là 2,5 mét, lên trên đây nó có một cái cầu qua, một cái con gạch nữa vừa y cái xe luôn anh em đó. Thì mình đi cái này cũng quen rồi cho nên mình qua cũng dễ. Rồi mấy anh em đi cái này là xã Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, thả thành phố Mỏ Cày Nam và hướng bến xe Mỏ Cày đi thẳng lên các bạn, chừng 15-20 cây số. Cái này là mình đi thành phố Mỏ Cày Nam, thì cái hướng này nó cũng hướng đi thẳng ra biển của thành phố được luôn em đó, đường nhỏ xíu anh em thấy không, cái khúc này mình giảm tốc độ để mình lọt qua cái chướng ngại vật nè, một chiếc xe ô tô và xe kéo dừa. Tới đây mình lách từ từ đi, rồi qua lọt lên tới đây, qua cái cầu bê tông là mấy em thấy cái cầu bê tông đi nhau xíu à, thì khách người ta nói qua được mình cũng gắng qua thôi đó anh em thấy không, đấy hai cái cầu anh em thấy không, vừa ý luôn á, mỗi bên chưa được có tắc hay tắc à, vừa ý xe luôn á anh em ơi đó. Thì nói chung là nghề tài xế khó khăn lắm anh em ơi, đi chỉ ỏ anh thấy không, mấy cái này anh em đi nào cẩn thận nha, móc cái cua này đó đó,
Rồi, đây lại lại móc 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 hết luôn. Đó, anh em thấy không? Đi này không cả thành thì cũng rất là tốt nha anh em. Đi này nhiều khi đi đường mưa đường gió, hai bên lề đà nó sẽ bị chém vỏ nha. Thì mấy anh em đi canh kỹ bên thôi. Dù mình đi mình canh bên trái, hai bánh xe bên trái thì hai bánh xe bên phải nó sẽ lọt lòng. Tại thường là mình cái trục bánh xe của mình là cũng tầm tầm cũ khoảng dưới 2m, 2m2 à. Còn lỗ đan thì 2m rưỡi, 2m3 mình đi lọt nha. Chịu khó đây, mình nếu mà lấy bên nào an toàn lấy bên đó trước, còn bên kia thì mình cứ cho nó vô cái tầm đón của mình thôi. Chứ bây giờ về quê mà lỗ đan nhiều, giờ khách yêu cầu vô tới tận nhà phải chịu anh em ha. Đây nói về mà trái cây dừa thì bao la bát ngát luôn. À, ở đây anh em mình đi không khí mát, đi lên đây nghỉ ăn dưỡng chơi thăm gia đình, cho khách thăm gia đình đó, chiều mình mới về. Gần tới thôi, giờ là tới chiều tối nè, bắt đầu bây giờ chiều tối anh em thấy không, đi cái đường tối là anh em hết sức tập trung và hết sức chú ý thì để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Là anh em thấy đường không, rất là tối à. Tại vì mình tránh cái giờ kẹt xe là vô 4-5 giờ mình không có về, thì tầm khoảng 6 giờ 5 giờ 5 giờ rưỡi bắt đầu là mình đi. Thì mình đi lên gần tới ra ngoài tới lộ luôn là ra tới đường chính thì khoảng gần 6 giờ nên trời sắp tối. Nên mình đi cũng hết sức tập trung, nếu mà ai không mất tập trung là những cái tình huống rất nguy hiểm nha. Đầu bây giờ mình đang đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh mà mình chọn cái thời điểm đi là ban đêm thì cái tầm nhìn nó hơi bị hạn chế. Thì ra đường dẫn chính thì nó mới có đèn đường, còn những cái đường nhỏ nhánh thì xa xa nó mới có một cây đèn, cho nên cái tầm nhìn của mấy anh em hạn chế trong lúc này lắm nha. Thì dọc hai bên đường họ bán những cái sản phẩm về kẹo dừa qua lưu đẹp rất là nhiều. Thì mình muốn đi thành phố thì mình phải về quay qua cầu Cổ Chiên, qua cầu Cổ Chiên, qua cầu Gạch Miễu thì mình mới về tới thành phố Mỹ Tho, và bắt đầu mình đều vô dẫn đường dẫn vô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và đi hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ là mình cũng đang đi trên ban đêm, thì dọc hai bên đường cho tuyến đường về nó cũng có rất là nhiều cái cửa hàng bán quà lưu niệm và sản phẩm về dừa, kẹo dừa, bánh tráng sữa rất là nhiều anh em ạ. Thì giờ tuyến đường miền Tây giờ thông thoáng rồi, đi quốc lộ đi rất là sạch sẽ, thông thoáng mà cũng rất là an toàn. Hệ thống giao thông thì giờ nói chung là cũng đã hiện đại, cho nên anh em đi cái tuyến miền Tây thì cũng rất là ok ha. Từ đây mình về Bến Tre thì tầm khoảng, nếu mà đạp ngon lạnh luôn rồi đường trống thì kia độ khoảng 1.5 tiếng tới anh em ơi. Thì nó khoảng 90 mấy cây, 100 cây số à. Thì nói chung là anh em đi mới đi cũng đi lâu hơn chút, tùy nếu mà kẹt xe thì quá 2.5 tiếng 3 tiếng. Này thấy không, ra tới đây thì có đèn đường ánh sáng, nó sáng đường nó sáng hơn, chứ trong kia nãy mình đi tối thui. Thì nói chung mình đi cũng có đoạn tốt đoạn sáng, chứ không phải đoạn nào cũng sáng đâu. Nói chung là anh em đi cẩn thận rồi tầm nhìn cũng quan sát được. Quan sát được. Bây giờ là mình đang ra tới cái tuyến trạm thu phí quốc lộ 60 nha anh em. Qua quốc lộ 60 á là có trạm thu phí, thì anh em qua khỏi trạm thu phí này mới lên cái cầu Gạch Miễu anh em. Cái này là gọi là trạm thu phí quốc lộ 60 đó anh em. Ai đi về mỗi kỳ Nam Bến Tre, mỗi kỳ Nam Thành Phú rồi là Trà Vinh rồi đi hướng này nha. Giờ là mình vừa đang qua khỏi trạm thu phí quốc lộ 60. Cứ anh em cứ đi xe là cứ từ từ chậm rãi, nối đuôi theo người ta đi thì cái đó là đi an toàn. Còn anh em nào hổ báo mà đi tranh thủ thời gian
sợ trễ hàng này kia, trễ hàng trễ chợ á, mấy anh em đạp là mấy anh em gặp quyền nhiều quá tình huống lắm, mất sữa nè, rồi rắc rối lắm anh em. Cho nên những anh em tài xế mới nên mình chia sẻ để anh em biết, để anh em đi chậm rãi mà chắc. Các bạn này, các bạn thấy không, hai bên đường người ta bán quà lưu niệm rất là nhiều, rất là nhiều quà lưu niệm luôn. Những cái gian hàng bán đồ như là bánh dừa nè, bánh tét dừa đó, bánh tét dừa, sản phẩm từ dừa, bonsai, cây dừa, cây cảnh, kẹo dừa, nhiều lắm. Thì bây giờ là mình cũng đang chuẩn bị lên cầu Bạch Miễu rồi. Mình về ban đêm thì đường nó mình đi trễ giờ chút nên đường nó vắng, thì cũng phải về tới thành phố Hồ Chí Minh là cũng cái khuya, thì cũng tầm nếu mà xuất phát từ 5-6 giờ giờ tới thành phố Hồ Chí Minh cũng 9-10 giờ đêm. Nói giờ đang mình đang chuẩn bị lên cầu Gạch Miễu anh em thấy không, đường tối ôm, đi cũng phải quan sát đường đi thôi chứ cũng đâu có cũng không có thông thoáng, khó khăn. Nói chung là quan sát kỹ đi được ha nha. Thank you.
nhìn thì tối lắm không thấy rõ đâu. Đây anh em, mình đang lên cao tốc nè, đang cái này là đang chuẩn bị hết đoạn cao tốc mà anh em thấy không? Đây mình đang chuẩn bị ga nè. À, anh em thấy không, tôi tối ôm luôn thì làm sao quan sát được. Công an giao thông đứng ngay cái đầu cổng, ngay cái chỗ chậm thu phí á. À, mấy anh em đi ga là mấy anh em sẽ thấy cảnh giao thông liền à. Nó tối như vậy á anh em thấy không? À, thấy rồi, đây là có bản slow nha. Tôi là có các bạn không, giảm tốc độ 60 km/h các bạn thấy không? Đó, giới hạn 60. Thì cái đoạn này anh em chú ý quan sát đó. Đoạn này thì có mấy anh công an giao thông đứng nè. Mấy anh em nào mà đi trên 60 là ra tới đây là bị chớp đèn liền. Đó, thấy chưa? Mấy anh em thấy không? Bên tay phải mình có công an giao thông đó. Thì đứng sau lưng cái bảng 60 đó, anh em nào mà còn trên 60 là chỉ bị dính trưởng liền. Bắn tốc độ ngay đó luôn. À, thì cái đó là cái lối từ hướng từ Trung Lương lên tới thành phố Hồ Chí Minh là vừa ra gần hết cao tốc là sẽ có một cái trạm cảnh sát giao thông đứng đó kiểm tra về tốc độ nha anh em. Thì vừa tới cái bảng là giới hạn tốc độ 60 km/h là công an giao thông đứng sau lưng cái bảng đó. Thì chờ tầm 6-7 giờ tối là sẽ đứng. Thì lúc đó là anh em đâu có thấy rõ nữa đâu. Thì anh em đi đường cẩn thận cái đó nha. Mình chia sẻ chút xíu vậy thôi. Nói chung là video mình đến đây á, thì cũng là xin kết thúc đi. Thì chia sẻ với anh em như đây thôi. Thì mấy anh em coi video thứ hai á, nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nha. Thì sau này mình có những cái kinh nghiệm gì đó thì mình sẽ tiếp tục làm những cái video tiếp để up lên cho mấy anh em xem và để anh em học hỏi và có kinh nghiệm chia sẻ với nhau. Thì ai biết thì bỏ qua, thì ai chưa biết thì cũng chia sẻ với nhau và những cái kinh nghiệm đi đường về những cái nghề tài xế như mấy anh em mình nha. Thôi, xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các nhân anh em trong những video lần sau nha. Bye bye và hẹn gặp lại nha. Bye bye.